Đó. Con đứng lên đó. Rồi ngồi xuống tiếp. Rồi, đó. Rồi ngồi luôn, ngồi dưới bệnh chứ luôn. Rồi đứng dậy. Tụi cơ chán rồi chưa? Đó, rồi. Rồi, đi tới. Cô đợi cô về bê đảo. Thôi. Ôi trời ơi. Rồi, đi qua kia. Quay lại. Rồi đi, nhanh lên. Rồi, ok, quay lại đây. Rồi, rồi, đó, đứng dậy. Đau đổ gối ạ. Rồi. Xong rồi bây giờ đỡ rồi. Không đau nhiều. Không đau rồi dạ. Rồi ngồi xuống đứng dậy làm sao? Ngồi xuống đứng dậy được. Rồi. Sướng không? Sướng ạ. Rồi. À, เจ็บ หัว เข่า มา ให้ เพิ่น รักษา หมอ รักษา ก็ หาย แล้ว ก็ เดิน ได้ แล้ว ก็ ดี ใจ ค่ะ ดี ใจ ขอบคุณ หลาย ๆ ค่ะ กำเอิญ ค่ะ โอ้ xin cảm ơn thầy đã chữa cho cổ hết bệnh đau đầu gối rồi đau cái gì đủ thứ đó phải không? Dạ. Đó, cổ cảm ơn thầy nhiều. Mình nói lên đây nhà nghỉ.Mi buồn mà nó đời mi buồn ba cổ có phước quá lại gặp thầy chữa cho bệnh khỏi bệnh. Nghe thầy thì nói là ba nhiều thầy nhiều doctor rồi không khỏi. Đó, nhiều doctor rồi không khỏi. Nhưng mà nghe thầy nói là trong vòng mấy tháng này cổ sẽ bị liệt đó. Thì đây là cũng là một cái phước. Đứng dậy rồi này nói sẽ hết đau không? Bây giờ đứng dậy hết đời lúc khinh mất chết các bạn. Cần ít lương tao vào khai của. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy thế này. Đứng dậy. Hồi xưa cũng được như vậy ạ. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.